نتكلم عن حكم صلاة الجماعة. نعم. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề hành lễ tập thể. الصلاة الجماعة واجبة على الرجال. Thì hành nhân của hành lễ tập thể bắt buộc đối với những người đàn ông. حتى في الحرب. Bất kể đó là những hoàn cảnh nào. Kể cả chiến tranh. حتى أن الأعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة. Và kể cả những người đàn ông bị mù lòa thì Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم vẫn bắt buộc họ phải hành lễ جماعة, hành lễ tập thể ở thánh đường. لا يتخلف عن صلاة الجماعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق ظاهر النفاق. نصلى الله عليه وسلم. Thì không có bất kỳ ai phủ nhận cái việc bắt buộc hành lễ tập thể cùng với mọi người ở thánh đường ngoài trừ những người đạo đức giả, những người chống đối lại Islam.